Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 26 tháng 2, miền Bắc rét đậm, rét hại kèm mưa nhỏ. Tình trạng này tiếp diễn vào cuối tuần khi khu vực đón thêm một đợt gió mùa Đông Bắc vào ngày 1 tháng 3. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm 26 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 13 độ C. Khu vực vùng núi phía Bắc từ 8 đến 11 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Từ chiều tối và đêm 26 đến 27 tháng 2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các chuyên gia cảnh báo, rét đậm rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm, ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Từ đêm 27 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 3 có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét. Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 3 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, đêm 27 tháng 2 và từ 1 đến 3 tháng 3 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 1 tháng 3 trời chuyển rét. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét, biển động. Từ gần sáng 27 tháng 2, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1 đến 2,5 mét, biển động. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 14-16 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, riêng Điện Biên, Lai Châu có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, riêng Lai Châu, Điện Biên, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C, phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng phía Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C. Phía Nam 29 đến 31 độ C. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C. Rét đậm, rét hại kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, những người có bệnh mãn tính về hô hấp,
xương khớp, tim mạch, huyết áp, đột quỵ. Thời tiết chuyển lạnh sâu mấy ngày vừa qua, khoa cấp cứu bệnh viện E liên tiếp nhận nhiều ca đột quỵ não và các bệnh tim mạch. Điều đáng nói, đột quỵ não ngày càng trẻ hóa, khiến nhiều người bệnh chủ quan. Ngược lại, bệnh lý tim mạch lại tấn công người già. Khoa cấp cứu bệnh viện E tiếp nhận bệnh nhân nam 34 tuổi ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng yếu nửa người trái, khó nói. Ngay lập tức, các bác sĩ cấp cứu người bệnh tiến hành làm các xét nghiệm, chiếu chụp cần thiết, xác định người bệnh bị đột quỵ não. Khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh có biểu hiện yếu nửa người, nói khó khi đang chơi thể thao, bóng bàn tại cơ quan sau giờ làm việc. Mọi người đều nghĩ người bệnh bị trúng gió, nhưng người bệnh thấy yếu nửa người, nói khó nên đã đến cấp cứu tại đơn vị đột quỵ và can thiệp mạch máu khoa cấp cứu bệnh viện E. Người bệnh được chẩn đoán là tắc mạch máu não cấp, đến trong thời gian vàng sau 25 phút kể từ khi khởi phát triệu chứng ban đầu. Theo các bác sĩ, thời tiết biến đổi thất thường như những ngày vừa qua khiến người bệnh nhập viện gia tăng đột biến, nhất là các bệnh lý về đột quỵ não và tim mạch. Để phòng tránh đột quỵ não và tim mạch mùa lạnh, người dân cần tầm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường, thuốc lá, bia rượu, chất kích thích. Đồng thời, trong khoảng thời gian vàng, từ dưới 3 giờ đến 4,5 giờ đầu, sau khi khởi phát đột quỵ, nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời, thì cơ hội sống sót và phục hồi rất cao. Với những người có tiền sử tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, nếu thấy đột ngột nói khó, liệt nửa người, nhìn mờ một bên mắt, liệt nửa mặt, gia đình chủ động gọi cấp cứu hoặc đưa đến bệnh viện sớm. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế vào mùa lạnh, một số vấn đề sức khỏe thường gặp là cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu. Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai. Những người làm việc ở ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh, gió rét, thiếu ánh sáng mặt trời. Người lao động nông nghiệp, công nhân. Những người mắc các bệnh mãn tính, tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp. Theo đó, người dân, nhất là người già và trẻ em, cần hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Khi ra ngoài thì nên trang bị đủ trang phục ấm, tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than, không nên uống rượu, bia. Người dân ở miền núi cần chú ý vì uống rượu càng làm co thắt mạch máu, gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong. Không nên tắm sau 22 giờ, tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.